Xin chào tất cả các bạn, Tony Hùng đây, rất vui được gặp lại các bạn video chia sẻ về gạch ốp lát trong nhà ốc. Thì ốp lát là một trong loại gạch để mang chất trang trí cho bất kỳ gia đình nào. Anh em nào xây ra cổng hay xây ra dựng nhà đều phải đi tìm hiểu. Bên cạnh tôi đây chính là loại gạch của Tasa và mã hiệu là 1582. Tasa là một cái hãng sản xuất có tiếng ở Việt Nam, chuyên sản xuất cái dòng cao cấp. Thì bây giờ thì tôi giới thiệu các bạn là cái gạch gỗ ở đây. Tỉa gỗ là một trong những loại gạch nó rất là được ưa chuộng trong thời điểm này. Thứ nhất là về độ hình ảnh ấy thì nó rất là đẹp, sang trọng, mộc mạc. Đó, thì còn về độ bền ấy thì đương nhiên nó sẽ bền rồi, bởi vì nó là chất lượng nem. Nên là ví dụ các bạn dùng thì không sợ về độ bền 30 năm bay màu, không bao giờ hỏng. Thì đây là cái gạch dòng men thì nó như dòng men khác. Thứ hai ấy là đây hình ảnh về cái mã hiệu này nó như thế nào. Thứ nhất là cái tông màu phối hợp với mã hiệu của nơi tôi giới thiệu ấy. Đấy, 1584. Rồi thì ở đây nó có màu nó hơi tối hơn một chút, nhưng cái tối này nó thể hiện được cái vân gỗ rất là thật. Các bạn nhìn thấy có đường nét đen ở đây, màu hơi trầm trầm hơn đây, thì các bạn nhìn thấy cảm giác như đúng cái gỗ nó rất là già hơn. Đấy, thì nó sẽ thể hiện được cái vân gỗ hơn. Thứ hai nét gỗ của nó này, tức là anh camera quay gần đây thì thì đây các bạn nhìn thấy nhé, nét trẻ này, mà cái vân gỗ mà cảm giác đúng như gỗ thật ấy, thì nó đúng như hệt như thế này, và cái độ sần ở đây nữa đúng đang tạo vân gỗ rất là tuyệt vời đây, đấy sờn đâu cảm giác cái vân đấy, đấy. Nhưng mà ở đây thì khi bạn sờ nghe tiếng rất là trong trong thanh thanh ở đây, bởi vì thực ra cái dòng này là dòng được các nhà còn sản xuất họ sử dụng một cái bột đá hoặc xương bột đá để làm lên một cái sản phẩm như thế này, đấy đây đây. Còn kích thước của nó là 15 ở đây, còn kích thước chiều dài đây là 80. Thì các bạn ở đâu làm cái nhà sản xuất làm như này để mang tính chất là tạo ra cảm giác đúng như sàn gỗ và bước lên trên sàn này cảm giác như gỗ, còn về độ bền thì rất là tốt rồi. Ok, cái hình ảnh thì mang tính chất là nó sẽ chuẩn đến khoảng 95%, bởi vì thì mỗi nhà có độ sáng khác nhau. Tôi đang quay một cái ánh sáng nó vừa phải thôi, thì nhà nó sáng ấy, có thể sử dụng loại này, không gian hẹp không gian rộng đều sử dụng được loại này. Thì trên vừa rồi tôi cũng chia sẻ một video thông tin thêm hữu ích cho các bạn đang xây dựng sản hoặc là đang ở nhà. Đấy thì nó phù hợp cho tất cả các phòng trong ngôi nhà, mang lại độ sang trọng mộc mạc. Thì hy vọng rất là nhiều đóng góp của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại video tiếp theo trên kênh để điều video nữa.